Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ và các vấn đề khu vực, quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Joe Biden về những thành tựu đã đạt được trong 14 tháng cầm quyền đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt, hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác trong lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng, nhu cầu như chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Joe Biden chia sẻ, cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cho biết, Hoa Kỳ với tư cách là một nước phát triển hàng đầu rất mong muốn hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển hơn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế thương mại, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong phòng chống dịch bệnh, Tổng thống Biden cho biết chính quyền của ông đã vận động Quốc hội Hoa Kỳ phân bổ 21 tỷ đô la để tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia trên thế giới về vaccine, thuốc chữa COVID-19, trang thiết bị y tế, cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh phát sinh trong tương lai không chỉ vì lợi ích của Hoa Kỳ mà còn vì lợi ích của các nước bạn bè, đối tác và cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam và các nước trong khu vực trong lĩnh vực này. Thủ tướng nhất trí cho rằng các vấn đề biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác là những vấn đề toàn cầu. Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng bền vững trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên. Và trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã làm việc với bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với các thách thức an ninh là những nội dung được các nước đề cập trong cuộc làm việc. Các nghị sĩ Hoa Kỳ đánh giá cao tầm quan trọng của ASEAN đối với hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết hiệu quả các thách thức, hoàn ngành các nỗ lực xây dựng một bộ quy tắc ứng xử COC ở biển Đông, đóng góp duy trì và đảm bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. Đánh giá cao sự đồng hành ủng hộ của nghị viện Hoa Kỳ đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển năng động, mạnh mẽ trong quan hệ ASEAN Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quốc hội, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ ASEAN, trong đó có Việt Nam, kiểm soát đại dịch COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN hoan nghênh Hoa Kỳ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ vượt qua đại dịch, đón chào doanh nghiệp Hoa Kỳ với nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư hấp dẫn, phục hồi thành công, bảo đảm chuỗi cung ứng. Mong muốn các nước trong đó có Hoa Kỳ hợp tác với ASEAN đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông thủ tướng đề nghị cần sớm xây dựng các mối liên hệ thường xuyên thông qua tiếp xúc giữa đại hội đồng liên nghị viện asean với quốc hội hoa kỳ để củng cố lòng tin duy trì đối thoại chân thành cần thiết lập mối quan hệ hợp tác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi giữa các cơ quan lập pháp cùng phối hợp chính sách một cách hiệu quả trong ứng phó với các thách thức chung đồng thời mong muốn hoa kỳ phối hợp với asean nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ với sự có mặt của nhiều doanh nghiệp hàng đầu. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề như là chuyển đổi năng lượng, kỹ thuật số, thương mại số và kinh tế số, tiềm năng của thương mại điện tử, sự phát triển của môi trường số. Đại diện chính phủ Hoa Kỳ cho biết thời gian tới, Hoa Kỳ và ASEAN sẽ tăng cường hợp tác về công nghiệp, đặc biệt là công nghệ sạch, giảm phát thải nhà kính, phi carbon hóa. Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định ASEAN có tiềm năng hợp tác to lớn, coi trọng hợp tác với chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, cam kết tạo môi trường lành mạnh và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ phát triển và mở rộng đầu tư, nhất là hợp tác khôi phục kinh tế sau đại dịch. Mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ phát triển kỹ thuật số, tăng cường giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ xây dựng năng lực và trợ giúp kỹ thuật. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tập trung nêu những vấn đề liên quan đến năng lượng sạch, cho rằng an ninh năng lượng phải gắn với chuyển đổi năng lượng trong quá trình đó khu vực tư nhân đóng vai trò rất quan trọng các doanh nghiệp đều khẳng định asean là thị trường chiến lược về chuyển đổi số mong muốn có những chính sách mới thay đổi về số hóa và tìm kiếm những đối tác lâu dài